Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Pichino. Và mình là Đan Anh đây. Trong video clip ngày hôm nay thì Đan Anh sẽ giúp các bạn tìm ra chú dế yêu để các bạn có thể đổi đời trong năm mới. Vậy thì chú dế yêu đó là gì và các bạn có phải là một iFan hay không? Nếu có hay không thì cũng hãy tiếp tục theo dõi video clip này nha. Nếu trong cuối năm 2018 này bạn đang tìm một chú dế yêu để đổi đời với những cái nhu cầu như là máy xịn nè, rồi máy phải có một con chip ngon, hiệu năng mạnh và đặc biệt, yếu tố quan trọng nhất là khi mà nhắc tới cái thương hiệu điện thoại này thì ai cũng phải biết tới, thì chắc hẳn là chiếc điện thoại iPhone 7 Plus sẽ là một sự lựa chọn quá phù hợp cho bạn. Lý do vì sao mình lại chọn chiếc iPhone 7 Plus phù hợp với những bạn thích máy cấu hình ngon và có thương hiệu? Thứ nhất là bởi vì nó là một chiếc điện thoại iPhone. Đã là iPhone rồi thì không cần phải bàn cãi gì cả, iPhone là vạn tuế. Đùa tí thôi, tuy nhiên thì cũng phải có một cái lý do gì đó mà người ta luôn hết mực tung hô iPhone như vậy. Với chiếc iPhone 7 Plus của chúng ta, khi mà hiện nay chúng ta đã đi đến hàng XS, XS Max luôn rồi, nhưng mà khi nhìn lại 7 Plus thì vẫn rất đáng đồng tiền bát gạo. Đầu tiên bởi vì đó có một cái hệ điều hành iOS rất là tốt. Khi mà bạn đã xài những sản phẩm của iPhone từ trước đến giờ thì bạn sẽ hiểu tại sao mình nói như vậy. iPhone luôn cố gắng hỗ trợ và support người dùng từ A đến Z luôn. Cho dù chúng ta đã có hàng XS như là XS Max mình đã nói khi nãy, tuy nhiên thì có những đứa bạn xung quanh mình vẫn sử dụng những chiếc điện thoại iPhone 5S như bình thường. Điều này đủ để cho thấy là họ luôn có những cái chế độ hậu mãi và bảo vệ người dùng rất là lâu dài. Đặc biệt nữa, khi mà bạn đã sử dụng một chiếc iPhone rồi thì điều này có nghĩa bạn chính là ông vua. Tại sao lại là ông vua? Bởi vì bạn sẽ được mọi thứ sớm nhất và nhanh nhất. Lấy ví dụ điển hình như khi mà những cái ứng dụng cộng đồng như là Facebook hay là Messenger hay là Instagram của chúng ta cập nhật với một cái phiên bản nào đó thì chắc hẳn iPhone sẽ là người được thụ hưởng đầu tiên và sau đó mới là những cái hệ điều hành như là Android khác. Vậy thì đây sẽ là một điểm cộng rất lớn cho chiếc điện thoại iPhone 7 Plus mà mình nghĩ bạn rất nên đổi sang chiếc điện thoại này. Ngoài việc là có một cái hệ điều hành cũng như là được sự bảo vệ tốt từ Apple thì chúng ta khi mà sở hữu chiếc điện thoại iPhone 7 Plus sẽ còn được thừa hưởng một sức mạnh rất là tốt từ con chip A10 Fusion của Apple. Và con chip này trong phân khúc giá mà mình sẽ giới thiệu cho các bạn với phiên bản iPhone 7 Plus 128GB 99% mà mình xem giá từ Bạch Long Mobile thì sẽ có khoảng 12 triệu. Nó sẽ rất đáng đồng tiền bát gạo hơn so với những con chip trong cùng tầm giá. Ví dụ như là chúng ta sẽ có Exynos 7885 của con chip A8 với mức giá tầm khoảng 10 đến 11 triệu đồng tại Bạch Long Mobile, hay là chúng ta sẽ có chiếc điện thoại Huawei Nova 3 với mức giá gần 10 triệu, tuy nhiên là chip Insilicon Kirin 970. Và các bạn biết đó, khi mà so về hiệu năng với những chiếc điện thoại mà mình vừa liệt kê trên thì chắc chắn là con chip A10 của Apple tất nhiên sẽ thắng thế hơn cả. Và điểm mạnh tiếp theo của chiếc điện thoại iPhone 7 Plus mà mình cũng rất muốn nhấn mạnh với các bạn đó chính là về phần camera. Từ trước đến giờ, nếu như người ta nói Oppo là thần thánh hóa trong việc selfie, camera làm đẹp thì tất nhiên chúng ta sẽ có Apple với chế độ chụp đẹp chân thật không còn gì để bàn cãi. Sở hữu độ phân giải là camera kép 12MP và camera selfie trước là 7MP. Tuy nhiên thì Apple sẽ không giữ chân người dùng bằng những thước hình ảo diệu, những nước màu làm đẹp quá thần thánh, và nó chỉ biết giữ chân người dùng của mình bằng cách làm chân thực hết sức có thể. Cái cảm giác đầu tiên khi mà mình cầm chiếc điện thoại iPhone 7 Plus này chụp hình giơ lên và selfie á thì cảm giác như là mình đang cầm một chiếc gương lên soi cái mặt mình vậy. Thật sự là nó rất là chân thực đến từng đường nét luôn, kể cả màu sắc nè, nó không bị bật tông quá là nhiều cái tông da của mình, mọi thứ rất là hài hòa. Những cái đường tóc hay là chân mày hay là những cái khuyết điểm trên khuôn mặt mình thì vẫn được giữ lại một cách rất là tự nhiên, và mình thì rất là thích cái chế độ này. Không chỉ dừng lại ở đó thì iPhone 7 Plus còn cho phép người dùng có thêm những tùy chọn để chụp hình tốt hơn như là selfie flash màn hình nè, zoom 2x, HDR, live photo, slow motion, timelapse, chân dung, và để tối ưu hóa cho việc chụp hình hơn. Vậy thì tất nhiên Apple đã nổi tiếng trước giờ là một hãng có camera chụp hình chân thực, hết sức là chân thực, và tất nhiên thì chiếc điện thoại iPhone 7 Plus của chúng ta cũng vẫn sẽ sở hữu được điều đó. Và điểm mạnh tiếp theo cũng sẽ là một điểm yếu của chiếc điện thoại iPhone 7 Plus này đây. Chúng ta đã bắt đầu có điểm yếu rồi chứ không phải là toàn điểm mạnh không đâu. Đầu tiên là về điểm mạnh, chiếc iPhone 7 Plus này vẫn sẽ được giữ nguyên một cái thiết kế truyền thống từ dòng 6 của Apple. Những cái đường cong, bo tròn, bốn góc này. Tiếp
theo một điểm trừ của nó đó chính là việc đã bị loại bỏ đi cổng tai nghe 3.5mm. Tiếp theo nữa thì mình nghĩ đây sẽ là một điểm trừ rất lớn của chiếc điện thoại iPhone 7 Plus này, đó chính là bởi vì nó vẫn giữ nguyên cái thiết kế từ dòng 6, cho nên là chúng ta phải chấp nhận cái mặt trước của nó sẽ có cằm và trán rất là dày. Việc cằm và trán rất dày khi mà trong thời gian cũ mình sẽ không cảm thấy nó bị phiền toái quá đâu. Nhưng nếu như bạn sử dụng chiếc điện thoại iPhone 7 Plus trong thời điểm hiện tại thì nó sẽ là một cái bất cập kha khá cho các bạn. Bởi vì khi đi đâu nhìn xung quanh trong thời điểm hiện tại, chúng ta cũng sẽ thấy người ta sử dụng màn hình full view 19.5:9, 18:9 và hầu như là đường bezel cực mỏng và không hề có cằm và trán. Ví dụ như là chiếc điện thoại iPhone 7 Plus của chúng ta đang sở hữu một cái kích cỡ màn hình là 5.5 inch, trong khi đó thì cái kích cỡ cầm nắm trên tay thực sự rất là to và bỏ vào túi quần cũng rất là cực kỳ bất tiện. Trong khi đó thì những chiếc điện thoại với màn hình là 5,9 inch hay là gần 6,3 inch thì lại có một cái thiết kế cầm tay vô cùng nhỏ gọn. Tiếp theo, một điểm trừ nữa của chiếc điện thoại iPhone 7 Plus này đó chính là dung lượng pin 2900 mAh. Với cái dung lượng pin như thế này thì mình nghĩ nó thực sự không phải là quá cao. Và nếu như nói điểm yếu của iPhone là gì thì chắc chắn mình sẽ nói ngay đó là pin. Bởi vì từ trước đến giờ pin của Apple thực sự không được tối ưu và thực sự nó rất là dễ chai pin luôn. Nếu như bạn chấp nhận mua chiếc điện thoại này bởi vì cấu hình ngon và camera chụp hình đẹp á, thì bạn phải cân nhắc một điều là chúng ta sẽ phải sống chung với những bức tường và những sợi dây luôn cắm vào tường. Ok, chốt lại thì mình nghĩ như thế này. Nếu như bạn là một người tiêu dùng thích sở hữu một chiếc điện thoại có cấu hình tốt, bảo hành lâu dài, rồi có những cái sự support luôn luôn và cập nhật từ hãng á, và có một cái cấu hình mạnh, thương hiệu ngon, thì chắc chắn là chiếc điện thoại iPhone 7 Plus này sẽ rất phù hợp với bạn. Với mức giá không quá cao và cũng không quá thấp, nó sẽ là một sự cân bằng giữa những chiếc điện thoại iPhone XS Max chúng ta quá nhiều tiền mà chúng ta không thể nào với tới được. Tuy nhiên mình cũng phải cân nhắc lại một tí là nếu như bạn là một người tiêu dùng chuộng theo xu hướng, tức là thích những cái thiết kế xu hướng trào lưu, thì chắc hẳn là chiếc điện thoại này sẽ không phù hợp với bạn đâu. Và nếu như những yếu tố trên vẫn không thể nào làm bạn gục ngã bởi vì cấu hình mạnh và camera chụp hình quá đẹp của chiếc iPhone 7 Plus này, thì đừng quên truy cập vào phía dưới phần link mô tả mà tụi mình đã đính kèm ở tại Bạch Long Mobile để các bạn có thể theo dõi nhiều mức giá chi tiết hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip lần sau. Và nhớ nhấn like và subscribe cho kênh YouTube channel của tụi mình đó. Bye bye.